Đồ gỗ thùng 8 kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày đầu tháng 11 năm 2020. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi có hoàn thiện xong một chiếc sập thờ chân 24 gỗ mít của gia đình nhà anh Hưng. Đây các chủ đây. Quý này. Trước khi là chuyển những xe bàn giao khách hàng tôi cũng quay lại cái video giới thiệu chi tiết về cái sập thờ này cho mọi người xem. Đây là mẫu khá là mới. Hôm trước tôi có cái video quay mộc của sản phẩm đây rồi. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện thì quay lại cái video hoàn thiện của sản phẩm này. Đây là mẫu sập thờ tứ linh chân 24, chân là chân nghê hai đầu. Mặt là tam cấp với kích thước là bề ngang là 2m17, cao là 1m17 và sâu là 1m07. Mẫu rất là đẹp. Toàn bộ đường nét phía bên dưới là đục chạm thủ công, là 100% thủ công bằng tay. Đây quý vị thấy được hình ảnh chi tiết về cái đường nét đục chạm của chiếc sập thờ này. Kỳ là nét và những là kênh bong. Đây, phần râu quý vị. Phần râu là đục chạm kênh bong. Đường nét thì cực kỳ là sắc sảo luôn. À, 100% là chất liệu gỗ mít, mít ta. Bên dưới này thì bao gồm có hai con nghê trầu dưới chân này. Chân còn chân chính là chân hai đầu. Đây là hình ảnh những cái phần chi tiết ở phần dạ sập. Bao gồm có long ly quy phượng. Đây trước mặt quý vị đây hình ảnh một chú rồng. Một chú rồng đang quẩn khúc. Lúc ẩn lúc hiện và đạp chân lên chú rùa này. Còn bộ đường nét chúng tôi là kênh bong, rất là đẹp. Làm rất kênh bộ mít quý vị nhá. Đây chính giữa là đầu của cô đây. Đầu của cô. Thì một lát nữa thì khi bàn giao gia đình khách hàng thì cô sẽ quay lại cái video bàn giao gia đình khách hàng. Còn đây là hiện tại là sản phẩm đang ở xưởng này. Sản phẩm đang ở xưởng. Đang ở xưởng và chuẩn bị để chiếc xe đã chờ sẵn đây rồi. Chuẩn bị để vận chuyển cho khách hàng. Chờ đón video lắp đặt tại nhà khách hàng nhé. Ok mọi người.